Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại lại quay đầu giảm với tỷ lệ giảm khá mạnh là 0,59%, giao dịch ở mức 2.730 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ đứng ở mức 104,29 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng đứng ở mức 68.504 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,272% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm mạnh đứng ở mức 67,35 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Nhu cầu vàng tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới đó là Trung Quốc đã giảm hơn 20% trong quý 3 do giá vàng tăng cao kỷ lục và nền kinh tế trì trệ đã làm giảm mức tiêu thụ, đặc biệt là đối với vàng trang sức. Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu từ Hội đồng Vàng Trung Quốc, tổng nhu cầu đã giảm 22% xuống còn 218 tấn trong quý 3, lượng tiêu thụ vàng trang sức đã giảm 29% xuống còn 130 tấn, trong khi đối với vàng thỏi và tiền xu tiêu thụ giảm 9% xuống còn 69 tấn. Giá vàng đã tăng trong 3 quý đầu năm nay, ảnh hưởng đến việc mua trang sức, mặc dù sự phát triển nhanh chóng của các mô hình thương mại điện tử mới như phát trực tiếp và bán lẻ tức thời đã thúc đẩy sự tăng trưởng trong tiêu thụ trang sức vàng. Giá vàng đã tăng hơn 30% trong năm nay và đạt đỉnh mới vào tuần trước do các ngân hàng trung ương tăng mua vào, cũng như nhu cầu trú ẩn an toàn liên tục từ các nhà đầu tư. Sự gia tăng đó đã khiến cho việc mua vàng trang sức trở nên đắt đỏ hơn nhiều vào thời điểm nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đang cảm thấy căng thẳng vì nền kinh tế suy thoái kéo dài. Giá vàng đã gây ấn tượng mạnh trong năm nay khi lập nên một loạt kỷ lục đánh dấu là một trong những kim loại quý có hiệu suất mạnh nhất trong số các hàng hóa chính. Sự gia tăng của giá vàng trong nửa đầu năm nay là nhờ hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương bù đắp cho lực cản từ đồng đô la Mỹ tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn và dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF vàng. Hiện tại, cả ba động lực này đều có thể có lợi cho vàng. Bên cạnh đó, xu hướng tăng giá của vàng có thể còn tiếp diễn khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất. Các động lực truyền thống như lợi suất thấp hơn và sự quan tâm của các nhà đầu tư phương Tây đang tăng lên. Trong thời điểm tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới giảm khi mà đồng bạc xanh mạnh lên trong khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố các số liệu kinh tế mới. Với những số liệu kinh tế mới của Mỹ sẽ giúp cho các nhà đầu tư có thể dự đoán được chính sách tiền tệ trong thời gian tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới các số liệu kinh tế của Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm, số việc làm đang cần tuyển dụng và số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động và xu hướng lạm phát. Hiện tại, các nhà giao dịch dự đoán có gần 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 tới. Lãi suất thấp hơn sẽ làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Giá vàng được hỗ trợ từ diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kim loại quý này được coi là công cụ phòng ngừa rủi ro trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC hiện tại đang dao động ở mức 87 triệu đồng trên lượng mua vào, 89 triệu đồng trên một lượng bán ra. Còn giá vàng nhẫn hiện tại đang đứng quanh mức 87 triệu đồng trên một lượng mua vào, 88,5 cho đến 88,9 triệu đồng trên một lượng bán ra. Như vậy là hiện tại giá vàng nhẫn 1/9 đang ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Lý giải về điều này, theo chuyên gia kinh tế tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu ngân hàng nhà nước không đáp ứng nhu cầu của người mua vàng về vàng miếng thì họ sẽ chuyển sang vàng nhẫn để tích trữ. Chính vì điều này mà đã khiến cho vàng nhẫn tăng những phiên gần đây và tiếp tục tăng nếu không có sự quản lý. Cũng theo chuyên gia này, việc giá vàng nhẫn tăng lên sát với giá vàng miếng là một hiện tượng khá bất thường bởi vàng nhẫn không có tính thanh khoản cao như vàng miếng. Giải thích về nguyên nhân giá vàng các loại ở thị trường trong nước tăng mạnh trong thời gian gần đây, theo chuyên gia Phan Dũng Khánh nhấn mạnh, chu kỳ tăng giá gần đây của vàng bắt đầu từ cuối năm ngoái, suốt từ cuối năm 2023 cho đến nay, giá vàng không ngừng tăng và liên tục phá đỉnh. Trong khi giá vàng đang tăng không có đà cản, thì việc mua vàng của người dân trong nước đang gặp nhiều khó khăn khi nhiều cửa hàng vàng thông báo không đủ nguồn cung. Nhiều cửa hàng tại khu vực Hà Nội thông báo không có vàng miếng để bán cho khách. Còn vàng nhẫn thì cũng được cung ứng một cách nhỏ giọt.
mỗi căn cước công dân sẽ chỉ được đăng ký mua từ 2 đến 3 chỉ vàng nhẫn trên một lần. Có cửa hàng vừa thông báo bán được một ngày thì hôm sau lại dừng chương trình. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên tối nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là giá vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tạm thời thì không có nhiều thay đổi về giá, chỉ có một vài thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.164 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.464 đồng trên một đô la Mỹ, giảm nhẹ 3 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tăng 200 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Sau khi mà đã giảm đến 300 đồng trên một đô la Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần trước, hiện tại mua vào mức 25.600 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.700 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 8.700.000, bán ra 8.900.000, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Phú Quý SJC mua vào 8.730.000, bán ra 8.900.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.830.000, bán ra 8.900.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank và ngân hàng TB Gold mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng, miền Trung, Huế, Quảng Ngãi, Nha Trang, Biên Hòa mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. SJC miền Tây, Bạc Liêu, Long Xuyên, Phan Rang, Cà Mau mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì cũng không có nhiều thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào 8.700.000, bán ra 8.850.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 8.700.000, bán ra 8.860.000. Vàng 4 số 9 mua vào 8.690.000, bán ra 8.820.000. Vàng 24K mua vào 8.532,7 nghìn, bán ra 8.732,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 6.380,7 nghìn, bán ra 6.630,7 nghìn. Vàng 16K mua vào 5.763,2 nghìn, bán ra 6.013,2 nghìn. Vàng 14,6K mua vào 5.145,7 nghìn, bán ra 5.395,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.907,6 nghìn, bán ra 5.157,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.443,3 nghìn, bán ra 3.693,3 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thị Vượng tại Doji mua vào 8.770.000, bán ra 8.870.000. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 8.770.000, bán ra 8.890.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.